Kiểu người có ba thói xấu này thì sớm muộn cũng mất hết bạn. Kính thưa quý vị, một người khi có thể nhìn nhận về bản thân, biết từ bỏ các thói xấu, chúng ta sẽ có thể đối mặt với những thử thách trong đời mình một cách tích cực và thoải mái hơn. Thói quen là thứ chúng ta có thể tập mỗi ngày. Tuy chúng đều là những việc tưởng chừng rất nhỏ bé, nhưng lại có khả năng mang đến nhiều tác động to lớn, ảnh hưởng đến cuộc sống và cả tương lai của mỗi người. Bởi vậy, người ta thường nói, một thói quen tốt có thể đưa ta đến thành công, nhưng một thói quen xấu sẽ khiến cả đời ta bị nhấn chìm. Khi có thể nhìn nhận về bản thân, biết từ bỏ các thói xấu, chúng ta sẽ có thể đối mặt với những thử thách trong đời mình một cách tích cực và thoải mái hơn. Hãy xem bản thân bạn có đang mắc phải những thói quen xấu này không nhé. Thứ nhất, đổ lỗi cho người khác, luôn đóng vai nạn nhân. Tâm lý tôi là nạn nhân là kiểu nạn nhân là kẻ tìm mọi cách để đổ lỗi cho người khác về vấn đề của họ hoặc đổ lỗi cho hoàn cảnh bên ngoài. Điều này khiến họ cảm thấy bản thân tốt hơn trong ngắn hạn vì chẳng cần phải chịu trách nhiệm nữa. Nhưng nó dẫn đến một cuộc sống đầy bất lực, phẫn nộ và tuyệt vọng không lối thoát. Sự nghiện trong cái tâm lý này chính là sự dễ dàng nhận được sự cảm thông từ người khác. Vì trong cái cuộc sống này, số đông người khác đều gặp những thứ không như họ mong muốn, chỉ số ít mới nhận được đặc quyền. Nhưng chắc gì đặc quyền này không trả giá bởi thứ khác. Và khi ta nghĩ ta là nạn nhân thì nó dễ, chẳng tốn công sức gì cả để nghĩ bản thân mình không thể đạt được thứ tốt đẹp gì trong cuộc sống này. Như có mối tình hạnh phúc, công việc tốt, thành công, khiến ta luôn luôn lặp lại và nghiện nó mỗi khi cái thực tại hay thất bại nào đó đập vào mặt ta. Là một người trưởng thành, điều trước tiên nhất mà chúng ta cần học được chính là phải biết gánh vác trách nhiệm, chấp nhận đương đầu với kết quả sau mỗi hành động, chứ không phải là hèn nhát trốn chạy hoặc đổ lỗi cho hoàn cảnh hay bất kỳ ai. Cuộc sống của mình do mình quyết định. Mọi thứ xảy ra vào thời điểm hiện tại hay tương lai cũng bắt nguồn từ những việc mà bạn đã lựa chọn. Chính vì vậy, không ai khác ngoài bạn sẽ phải chịu trách nhiệm cho chính cuộc đời mình. Thực tế, chúng ta vẫn thường thấy nhiều người luôn mang tư duy nạn nhân trong cuộc sống. Trước hoàn cảnh khó khăn hay những thứ không như ý, họ luôn tìm cách đổ lỗi cho người khác, than thân trách phận, như thể cả thế giới đang mắc nợ họ. Thói quen xấu này không chỉ khiến cho suy nghĩ của họ trở nên tiêu cực, tràn ngập oán hận, bất công, mà còn làm họ mù quáng, không thể nhận ra sai lầm để rút kinh nghiệm cho lần sau. Việc đổ lỗi cho người khác vì những bất hạnh trong cuộc đời mình chỉ khiến cho một người mãi quẩn quanh trong vòng xoáy của sự thất bại, tương lai ngày một thụt lùi. Dù là chúng ta không thể nào kiểm soát được mọi thứ xảy ra xung quanh mình, nhưng như thế thì sao? Chúng ta vẫn phải chịu trách nhiệm mọi thứ chúng ta đang có. Bởi vì tất cả những sự kiện xảy ra với ta đều cho ta những mảng ta có thể kiểm soát được. Đó là cách ta đánh giá vấn đề và cách chúng ta chọn để phản ứng với nó. Dù có thích hay không, chúng ta vẫn luôn luôn có vai trò chủ động trong những thứ xảy ra với cuộc sống của mình. Ta luôn luôn tự giải thích ý nghĩa của mỗi khoảnh khắc và mỗi sự kiện xảy ra xung quanh mình. Ta luôn tạo ra những giá trị riêng cho bản thân và giá trị của người khác dựa vào nó. Và chúng ta hành động dựa vào những cái giá trị mình tạo ra đấy. Tôi có một anh bạn làm trong một công ty nổi tiếng của Hàn Quốc. Trong một lần làm việc cùng đối tác, anh đã phát hiện sản phẩm cung cấp cho khách hàng có vấn đề. Tuy không lớn, nhưng việc sửa chữa sẽ ảnh hưởng đến thời hạn trong hợp đồng và uy tín của công ty. Thông thường trong tình huống này, các nhân viên khác đều lờ đi và khi xảy ra vấn đề sẽ đổ lỗi cho quá trình khách hàng sử dụng sản phẩm. Thế nhưng anh bạn tôi đã không làm thế, mà ngược lại, nhanh chóng nhận lỗi với khách hàng và báo cáo lên cấp trên. Chính hành động nhận lỗi kịp thời đã khiến anh được khách hàng tin tưởng, cấp trên khen ngợi và không lâu sau anh được thăng chức. Là con người, ai mà không mắc lỗi? Nhưng điều quan trọng là bạn có dám nhận lỗi và sửa sai hay không. Nhận lỗi về mình sẽ không khiến mọi người chê bai, cười nhạo, mà ngược lại còn khiến mọi người cảm thấy bạn là một người can đảm dám nhận sai, khiêm nhường và biết tôn trọng người khác. Những người thành công luôn biết rằng mọi sai lầm đều có một phần lỗi của họ. Bởi vì bạn không đủ cẩn thận, không đủ quan tâm mới khiến nhân viên sai sót. Bạn không đủ bản lĩnh, năng lực nên mới khiến toàn đội mắc sai lầm.
tiến sĩ tâm lý học lừng xanh Menis Joshri, tác giả cuốn sách Tìm lại chính mình, nói rằng những người luôn đổ lỗi cho người khác là những người không bao giờ thành công, bởi bạn sẽ không thể biết được mình thất bại ở điểm gì để lần sau còn rút kinh nghiệm. Khi đổ lỗi cho người khác, luôn đặt bản thân vào vị trí nạn nhân, có nghĩa bạn cũng đang từ bỏ chính cơ hội để thay đổi bản thân mình trở nên tốt hơn. Thứ hai, suốt ngày than phiền về mọi thứ. Cuộc sống không phải lúc nào cũng suôn sẻ, ai rồi cũng sẽ gặp phải hoàn cảnh không như ý muốn. Thế nhưng việc chọn cách đối mặt với nghịch cảnh ra sao, là mỉm cười cố gắng hay chỉ ngồi đó mà khóc than, sẽ mang tính quyết định rất lớn đến kết quả sau cùng. Có những người thường hay có thói quen than vãn, dường như họ không bao giờ hài lòng về bất cứ điều gì trong cuộc sống hay những gì họ gặp phải. Bất kể là chuyện lớn hay chuyện nhỏ, họ đều tìm ra cái để mà than thở trách móc. Thói quen than vãn sẽ biến một người trở thành đám mây đen tiêu cực. Nguồn năng lượng u ám tỏa ra từ họ dần dần sẽ làm cho bạn bè không muốn tiếp xúc và tránh cho thật xa. Thời nào hãy nhìn nhận sự thật là sẽ chẳng ai muốn làm thủng rác để nghe những lời than của bạn. Ai cũng có vấn đề riêng, cuộc sống cũng đủ mệt mỏi nặng nề rồi. Kêu ca cho nhiều chẳng làm khúc mắc tự hóa giải, cũng không làm cho khó khăn biến mất, mà sẽ chỉ khiến bản thân bạn cảm thấy bế tắc hơn thôi. Các nhà tâm lý học nói rằng mọi người thường bắt chước một cách vô thức những hành động của người xung quanh. Chúng ta mỉm cười, cau mày cũng làm hành vi giống với người bên cạnh mình mà không hề hay biết. Điều này có nghĩa là những người mà chúng ta dành thời gian ở bên cạnh có ảnh hưởng vô cùng mạnh mẽ đến cảm xúc và hành động của chúng ta. Trên thực tế, các nghiên cứu đã chỉ ra rằng chỉ cần đối phương biểu lộ một cảm xúc nhất định, nó có thể lan truyền tới chúng ta với mức độ khác nhau. Trong đó, hiện tượng thường được gặp nhất được gọi là hiệu ứng gợn sóng. Tức là khi một người truyền cảm hứng của họ cho người khác, thì cảm xúc đó sẽ lần lượt truyền đến cho người ngồi gần đó. Thậm chí, với sự phổ biến của mạng xã hội, chúng ta còn không cần phải gặp mặt trực tiếp những người đó, mà vẫn có thể hiểu và cảm nhận được cảm xúc của họ. Nhà văn nổi tiếng Mark Twain từng nói rằng, đối với những người tiêu cực, bạn không nên chỉ tránh mà hãy chạy càng xa họ càng tốt. Một nghiên cứu cho thấy rằng chúng ta chịu tác động từ cảm xúc tiêu cực của người khác rất nhiều, kể cả bạn không tiếp xúc trực tiếp với họ. Số lượt bài đăng dù tích cực hay tiêu cực trên Facebook cũng có sức ảnh hưởng đáng kể đến những người theo dõi và người sử dụng. Và chúng ta thường bị ảnh hưởng bởi những cảm xúc tiêu cực của người khác hơn là cảm xúc tích cực. Vì vậy, để tránh những ảnh hưởng và tác động tiêu cực trong các mối quan hệ, chúng ta nên quan sát những người mà chúng ta dành nhiều thời gian chú ý nhất và xem xét cảm xúc của họ ảnh hưởng đến chúng ta như thế nào. Điều này không có nghĩa là sẽ cắt đứt mối quan hệ, mà chỉ là giảm thiểu tiếp xúc với những người thường xuyên mang trạng thái tiêu cực. Thứ ba, nhẫn nhịn quá mức, không dám nói thật về cảm xúc của mình. Khi một người có cảm xúc bị dồn nén không thể giải tỏa, rồi sẽ đến lúc họ chẳng khác gì một quả bom nổ chậm với sức công phá khó tưởng tượng. Giống như khi ta quá mệt mỏi nhưng vẫn phải cố gắng làm việc, khi quá chán nản với mối quan hệ hiện tại nhưng cứ ngoan cố tiếp tục, khi bản thân suy sụp nhưng vẫn cứ gắng gượng mỉm cười, cho đến khi mọi chuyện vượt quá giới hạn cuối cùng, kết quả là chúng ta có thể gây ra những hành động tiêu cực cho bản thân hoặc gây tổn thương cả những người xung quanh. Thế mới nói, cảm xúc của con người cần phải thường xuyên được giải bày và trút bỏ một cách lành mạnh. Không dám gọi tên cảm xúc, không có can đảm để thừa nhận và bày tỏ cảm xúc là một thói quen cực kỳ xấu, làm cho cuộc sống bí bách và nặng nề. Vì vậy, hãy đảm bảo rằng khi đưa ra quyết định, chúng ta sẽ không bị ảnh hưởng quá mức bởi cảm xúc của chính mình. Chúng ta cần học cách tin tưởng bản thân nhiều hơn. Không ai biết điều gì sẽ khiến chúng ta hạnh phúc và hoàn thành tốt hơn chúng ta. Qua đó, chúng ta hãy luôn suy nghĩ cẩn thận về cách những người trong cuộc sống ảnh hưởng đến hạnh phúc của bạn. Hãy cố gắng loại bỏ tiêu cực, sự kiểm soát và nỗi sợ hãi trong chính bạn và những người xung quanh. Việc sống không thật với mình, không dám thừa nhận cảm xúc, về lâu dài sẽ gây ra nhiều vấn đề tâm lý. Bên cạnh đó, nó cũng có thể khiến bạn mất đi các cơ hội quý giá trong cuộc sống,
làm bạn vụt mất người mà mình yêu thương, quý trọng.